Những bước kiểm tra xe đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian sẽ giúp bạn có hành trình thuận lợi và tránh được các rủi ro không đáng có. 1. Lốp xe. Để kiểm tra độ mòn và áp suất lốp có rất nhiều cách, nhưng cách đơn giản và hiệu quả nhất là dùng thiết bị cảm biến áp suất lốp. 2. Đèn xe và hệ thống tín hiệu. Cần kiểm tra đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù và đèn xi nhan. Tương tự ở phía sau, cần kiểm tra xi nhan và đèn phanh. 3. Điều chỉnh ghế ngồi. Ngồi đúng tư thế không chỉ giúp việc lái xe dễ dàng mà còn tăng tính an toàn cho các cuộc hành trình. Tư thế ngồi đúng là khi đạp hết chân phanh, chân người lái vẫn tạo được một góc 30 độ. 4. Điều chỉnh gương. Điều chỉnh gương giúp bác tài quan sát bên trái, bên phải và phía sau dễ dàng hơn và an toàn trong di chuyển. Ngoài ra, tâm lý cũng là yếu tố cần được kiểm tra. Tâm lý ổn định sẽ giúp người lái tự tin và xử lý tốt các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.